cháy ở nhà nào ở kia. Cháy to thế, ôi bên trong nó rào rào hết, đang cháy hết. Ui lỗi. Ui. Chiều ngày 22 tháng 6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một chỉ huy phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận vừa xảy ra cháy tại tầng thượng một chung cư ở thành phố Bắc Ninh. Theo hình ảnh tại hiện trường do người dân ghi lại, nhiều cục nóng điều hòa và vật liệu kim loại bốc cháy. Tầng thượng tòa chung cư lửa nghi ngút, cột khói cao hàng chục mét. Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cử các xe chuyên dụng cùng lực lượng cán bộ chiến sĩ đến làm nhiệm vụ dập tắt đám cháy. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phun nước làm mát và phong tỏa hiện trường để tránh nguy cơ lửa bùng phát. Bước đầu, vụ cháy không ghi nhận thương vong về người, tuy nhiên thiêu rụi nhiều tài sản. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.